tiên á, là gia đình ba mẹ tự bán, cái sau đó chú dần dần chú phát minh ra cái món này. Đúng rồi. À, ví dụ cưng ăn chín á thì chú quậy ra, còn ăn ốp la chú để nguyên. À, có nhiều người ăn ốp la không được, rồi khi mà chú lấy ra chú phải để cho nó nguội rồi chú mới sắc rồi chú phải chiên nóng lại ăn mới ngon. À, để rồi mới để miếng gan vô thì nó mới vàng cái miếng gan lên, mà thường thường ăn vàng á thì nó mới có độ thơm. Có những hồi lúc trước chú bán ở dưới đường Hải Thượng Lãng Ông á, có những đứa trẻ gửi nhà trẻ ngang đó đó, cái nó qua nó ăn ghía, cái bây giờ đến nỗi nhiều khi nó lại đây nó ăn. Mà chú nhớ con không? Cái chú làm sao nhớ, tại vì lúc đó là anh mới có mấy tuổi thôi, tụi nó mới mấy tuổi mà còn oe nhà trẻ. Mà cái hỏi con hồi đó gửi nhà trẻ ngang nhà chú nè, ngang chỗ quán chú nè đó. Chú Bảo ở đây mình bán bánh mì hột gà xíu mại với pate. Chú bán hồi năm 85 tới nay con, là gần 40 năm rồi, 38 năm. Chú về đây là gần 5 năm rồi cưng. Giờ trước dịch á, chú bán từ 5 giờ 30 cho tới 7 giờ tối. À, bán trọn ngày. Không có. Ở đây mình bán tại vì mình thuê được nguyên căn, thành ra mình bán được nguyên ngày. Hột gà không, trang nước à, 124 Đồng Văn Cống, quận Bình Thủy, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì đó, nói đúng ra chú lúc nào cũng làm đầy đủ chất lượng hết trơn, chứ không bao giờ. À, cảm ơn nhiều nha, Thổi. Đó, khách từ Vũng Tàu vô đó. À, đó, khách Vũng Tàu á. Gà bự nào quên đây? Hai cái hộp gà xíu mại, quậy, có cái ống tiêu. Rồi hai cái đầy đủ, có cái ống tiêu luôn. Có cái ống tiêu nha. Để làm cái về xem gan cho ngoài xe. Cái chảo phải nóng rồi cưng mới để mở vô ha, để rồi mới để miếng gan vô thì nó mới vàng cái miếng gan lên, mà thường thường ăn vàng á thì nó mới có độ thơm. Ừ. Đó, bát tay gan thì cũng như là không mất thời gian nhiều, chỉ có trong này hả, thịt mỡ gan, gan heo con, này là gan đầu heo không à, không có bọt. Mình trộn, mình xay chứ không phải bằm con, bằm đâu nổi đâu, xay xong rồi mình trộn đều lại cho gia vị vô, hấp cách thủy á. À, một ba tay gan thì con hấp phải chừng 1.5 tiếng đồng hồ trở lên ha, tại vì là nguyên cái mâm, à, mâm bự luôn mà nó đậu đại quá. Không phải, giùm chú đi con, chạy tới chút xíu đi. À, tại vì chú đã để, tại vì chú làm hơi số lượng hơi nhiều, chú phải để qua cái tủ đông cho nó có độ ngon, rồi khi mà chú lấy ra chú phải để cho nó nguội rồi chú mới sắc sắc rồi chú phải chiên nóng lại ăn mới ngon. Mấy phần? Một phần về. Thêm không chị? Thêm gan không? Thì một pate gan là một tuần lễ chú làm 2 lần. À, xíu mại ngày nào cũng làm. Thịt heo không à cưng? À, thịt heo mình chỉ dò là viên lại. Thì nói đúng ra nó cũng có chút, phải có chút củ sắn. Cảm ơn con nha. Ờ, đó, Khánh nói rồi đó. Ăn có con luôn rồi đấy không? Hồi từ trai tráng mà về có con luôn đó. Được cưng. Cũng có người mua. Hả? Thì bây giờ nói đúng ra chú bán một miếng vậy là 5 ngàn. Một viên 5 ngàn. Hả? À, tới tiền tải mua bao nhiêu, chú tính bao nhiêu? 30 ngàn một phần. Không, trứng hột trứng không là 15 ngàn nha, rồi xíu mại không cũng 10, cũng 30 ngàn luôn. À, đúng rồi, ví dụ cưng ăn chín á thì chú quay ra,
Còn ăn ốp la chú để nguyên. À, có nhiều người ăn ốp la không được. Đầu tiên là gia đình ba mẹ tự bán là chỉ là xí mại thôi. Cái sau đó chú dần dần chú phát minh ra cái món này. Đó. Vậy là có phải mình là người đầu tiên bán món này không? Đúng rồi cơ. Chú là người đầu tiên bán món này. Đúng rồi. À. Chỉ có pate xí mại chú làm nhà, còn hộp gà chú lấy của người ta. À, đó. Là có những đứa nó mới có 4-5 tuổi gửi nhà trẻ. Thay vì cái món này có những chỗ bán nhưng mà đi mua về nó không ăn nó vẫn biết đó là phải là của chú. Quen cái à, với lại nó quen nó dòm vô là nó biết hả? Hay đó, những đứa trẻ giờ hay lắm. Lao các bạn cho gia đình ngồi kìa, coi cũ ha. Hai cái quậy, hai cái không gan ha, là 4 cái. Rồi rồi. Khách ăn đã nổi chú nhớ ăn cái gì ăn gì cho luôn. Đó cũng như gia đình này nè. Hai vợ chồng hồi lúc mới quen về có hai đứa con luôn rồi đó. Chủ nhật đông con. Tại vì đa số là chủ nhật khách người ta được nghỉ, gia đình được nghỉ. Cũng đó cũng như tụi con bữa nay lại là ngay chân bữa chủ nhật. Đó, thành ra khách cái lượng khách cũng mới đông. Nè nè bưng cái quậy bà nói nè không tiêu nè. Rồi rồi biết rồi biết rồi, để làm cái đủ bàn đi, làm cái về. Ăn ba đời luôn đó, đời cha, đời con, rồi đời cháu. À, có nhiều gia đình ăn ba đời luôn. Có những hồi lúc trước chú bán ở dưới đường Hải Thượng Lãng Ông á, có những đứa trẻ gửi nhà trẻ ngang đó đó, cho nó qua nó ăn ghía. Cái bây giờ đến nổi nhiều khi nó lại đây nó ăn mà chú nhớ con không? Cái chú làm sao nhớ, tại vì lúc đó là anh mới có mấy tuổi thôi, tụi nó mới mấy tuổi mà còn oe nhà trẻ mà. Cái hỏi con hồi đó gửi nhà trẻ ngang nhà chú nè, ngang chỗ quán chú nè đó. Hồi lúc trước chú bán ở dưới Hải Thượng Lãng Ông á, à, ở dưới chi phí nặng quá chú mới về đây. Chi phí thuế má nhân viên mặt bằng ở dưới một tuần hả, tới chút xíu có cũng như là cũng có dạng đây nè, khách đây nè, cũng như em này, em trai mới đi ra nè, cũng ăn từ hồi nhỏ luôn nè đó em trai đó. Còn trong nhà còn hai cái quậy, cái là thêm gan nè. Hỏi chị mấy ổ mì chị chơi ha? Mình lấy một ổ hay hai ổ chị? Yeah. Thêm gan ừ. Hai chảo thôi cưng, mà có một đứa trẻ đứa kia nó lại ăn một lần á là cưng biết 6 ổ mì, nó lại là chỉ ăn một chảo rồi xin nước này nè của chú một lần 3 chén, ăn một lần 6 ổ mì. Không cưng, chú đây đặc biệt chủ đó, bây giờ như ba cái rau cũng mắc nhưng mà ăn thêm chú không tính tiền. Còn bánh mì thêm thay vì ăn một ổ thì chú tính 3.000, mà 2 ổ thì chú tính 5.000.